sáng 15 tháng 10, cảnh sát tỉnh Osaka, Nhật Bản đã tiến hành nắm giữ ba công dân mang quốc tịch Việt Nam gồm một người đàn bà tên Nguyễn Thị Thu, 37 tuổi, cùng hai người con trai gì đã có hành vi vận chuyển 10 kg thịt chó chưa qua kiểm định vào sân bay Kansai, Nhật Bản. Ba công dân này bị buộc tội vi phạm luật phòng chống bệnh truyền nhiễm từ động vật chăn nuôi. Chân dung ba công dân Việt Nam bị cảnh sát Nhật nắm giữ vào sáng ngày 15 tháng 10. Theo thông tin điều tra, mục đích mang số lượng lớn thịt chó sang Nhật Bản của ba công dân này là để bán cho những người Việt Nam đang sinh sống tại đất nước này. Hành vi vận chuyển thịt chó bất hợp pháp sang Nhật Bản của những công dân Việt Nam này đã diễn ra từ khoảng tháng 4 đến tháng 8 năm nay. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó không có bất kỳ cơ chế kiểm tra nào được tiến hành. Khu vực kiểm tra động thực vật tại sân bay Kansai gồm hiện chưa rõ ràng ba công dân việt nam này sẽ nhận hình phạt như thế nào được biết cảnh sát tỉnh osaka đang tiến hành điều tra chi tiết hơn vì họ cho rằng năng lực cao những công dân này có lẽ đã từng vận chuyển sang nhật thịt lợn mang bệnh truyền nhiễm